Zalo xin mến chào các bác nhé. Hôm nay em lại tiếp tục lại gửi đến các bác đó là có 6 chương trình Mạc Thủy ạ, và 2 chương trình của Tuấn Vũ và Chế Linh và Thanh Tuyền. Đây là 8 cái chương trình này là của bác khách trong Sài Gòn có gọi điện cho Hoàng Giao Đô và mong muốn được đặt những cái sản phẩm này. Ngày hôm nay thì em cũng vừa làm xong băng xong cho bác, thì ngày hôm nay em sẽ quay một cái video ngắn thôi, sẽ lên sóng để gửi các bác những cái chương trình băng cuối 7. Bên em thì còn rất nhiều các chương trình khác nữa, theo yêu cầu của các bác em sẽ làm theo yêu cầu. Băng 7, băng 10, băng 7 thì vẫn là 7.800.000 một đầu một cuốn, băng Scott, băng 45 phút một mặt là 90 phút, khi thâu băng 4 trách là 90 phút một chương trình. Băng 10 thì là gấp đôi thời lượng lên 90 phút một mặt các bác nhé, và xương nhôm giá là tầm 2.4 triệu. Thì còn với những bác nào chúng ta đã có băng rồi, chúng ta gửi đến băng 7 em lấy công 200.000 một cuốn, và băng 10 em lấy công là 500.000 một cuốn các bác nhé. Đấy, những cuốn nào em kiểm tra mà em thâu được, chất lượng thâu tốt thì em sẽ thâu, còn những cuốn nào mà nó kém quá, nó không ổn định là bên em sẽ gửi lại về cho các bác. Dạ. Tất cả những băng này đã thu phải nghe được và phải nghe hay thì bên em mới làm. Còn với những cái dòng băng mà nó kém quá, một số bác gửi băng về em kiểm tra mà em cho vào máy em thấy là cái độ bắt tiếng nó không còn tốt, hoặc là nó có lúc được lúc không, là bên em sẽ loại luôn các bác nhá. Nên em sẽ gửi về cho các bác và thông báo luôn là băng lỗi. Đấy, chứ không em không cố thâu để lấy tiền của các bác đấy nhá, bởi vì thâu được là phải nghe được, mình xác định mất tiền là phải nghe được, chứ không chuyện mất tiền mình cứ thâu cho có cho xong thì không được. Thì ngày hôm nay em giới thiệu các bác đó là chương trình Mạc Thủy, thì có 6 cái chương trình từ số 1 đến số 6. Đấy, giọng ca này thì hát theo đúng phong cách là nó mang tính chất là tiết tấu chậm và hát những cái dòng nhạc đúng như cái nhạc giống như là nhạc phong cách nhạc trước năm 1915 ấy, rất là mộc mạc, rất là giản dị, nhẹ nhàng. Với bác nào mà thích những cái giọng ca của Mạc Thủy thì rất là nổi tiếng trên mạng rất là nhiều trong thời gian mấy năm vừa qua rồi. Thì hôm nay em cũng xin phép được giới thiệu cho các bác. Đây là những cái chương trình Mạc Thủy này. Ở đây này, đây là Mạc Thủy, đây là cuốn hoài niệm số 1 này. Dạ, chương trình đều là mang tính chất hoài niệm, thì hoài niệm 1 đến hoài niệm 6 các bác nhá. Đấy. Phong cách đúng là bắt cối luôn. Hoài 1 đây là hoài niệm 2 này. Đấy, hoài niệm số 2 các bác nhá. Đây, nít bài nó sau này các bác này. Tiếp theo là hoài niệm số 3 này. Đây là chương trình hoài niệm số 3. Đấy. Hầu như các ca nhạc sĩ đều là Lam Phương này. Lam Phương rất là nhiều, Song Ngọc rồi Hoàng Thi Thơ, Minh Kỳ, Trịnh Công Sơn. Đấy. Hoài niệm số 4 này. Hoài niệm số 4 này. Cuốn này thì có Nguyễn Văn Đông này, Anh Bằng, Trần Thiện Thanh, Minh Kỳ. Đấy, hoài niệm số 4. Hoài niệm số 5 này. Hoài niệm số 5. Đầy đủ một bài luôn. À, sẽ còn có các nhạc sĩ như Hoài An, Trần Thiện Thanh này, Dương Thiệu Tước này. Đấy. Minh Kỳ, Hoài Linh, Phạm Duy, Song Ngọc, Tuấn Khanh, Trần Thiện Thanh. Đấy. Đây là cuốn hoài niệm số 5 các bác nhé. Cuốn hoài niệm số 6 này. Hoài niệm số 6 thì chúng ta sẽ có những cái chương trình như Trần Thiện Thanh, Văn Cao, Nam Phương, Đặng Thế Phong. Đấy. Đây là cuốn hoài niệm Mạc Thủy, hoài niệm số 6 các bác nhé, tiếng hát Mạc Thủy. Đó. Và hai cái chương trình này bác đặt thêm là Tuấn Vũ The Best of Tuấn Vũ đêm buồn tình lẻ. Thì cái chương trình này là Tuấn Vũ song ca với rất nhiều các ca sĩ khác, ví dụ như là Phượng Mai, Giao Linh, Thiên Trang, Thanh Tuyền, Hương Lan. Đó. Thì ở đây song ca với cả 4 ca sĩ nữ cùng Thanh Tuyền, Giao Linh, Hương Lan, Thiên Trang, Phượng Mai. 5 ca sĩ các bác nhé, tổng 5 ca sĩ nữ. Đây là một cái chương trình phát hành bởi Trung tâm Giáng Ngọc các bác nhé. Trung tâm Giáng Ngọc. Tiêu đề của nó là The Best of Song Ca Tuấn Vũ và Thanh Tuyền, Giao Linh, Hương Lan, Thiên Trang, Phượng Mai. Chương trình đêm buồn tình lẻ. Và một cái chương trình rất là nổi tiếng của danh ca Chế Linh và Thanh Tuyền, Mai Nữa Hay Mình Xa Nhau, của Trung tâm Asia phát hành. Đấy. Thì có những cái bài rất là nổi tiếng như Ngày Xưa Anh Nói này, Bóng Chiều Mưa Biên Giới, Chuyến Đi Về Sáng này, Con Đường Mang Tên Em này, Nỗi Buồn Hoa Phượng, Mai Nữa Hay Mình Xa Nhau này, Bài Hương Ca Vô Tận này, Kiếp Nghèo này, Hàn Mặc Tử này. Đấy. Phút Cuối này, Biển Tình này, đây những cái bài rất là nổi tiếng của hai danh ca Chế Linh và danh ca Thanh Tuyền. Đấy, song ca. Vừa là có đơn ca vừa có song ca. Cái chương trình này em đánh giá rất là cao. Đấy, bác nào mà thích nghe cái giải bát tép nó nhiều, nó sáng một chút ấy, thì chúng ta có thể đây, những cái là những cái cuốn mà rất là hòa âm phối khí rất là hay các bác nhé. Đấy. Vâng ạ, tổng quan về chương trình băng cối, 8 cuốn băng cối ấy, sẽ gửi để cho bác khách ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là trong đây có 6 chương trình của Mạc Thủy các bác nhé, từ 1 đến 6. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Và chương trình thì em vẫn là bán là 800.000 một cuốn các bác nhé. Băng Scott, sợi Scott, sợi nâu đỏ đấy ạ. Sợi này thì
đảm bảo cho các bác là không chạy ra bột, không bẩn đầu tư. Đấy, và thu rất là nét nữa. Nên yên tâm các bác sử dụng, vì cả thời tiết của miền Bắc hay miền Trung này, miền Nam này chúng ta đều sử dụng được nha. Nó rất phù hợp với thời tiết tại Việt Nam nữa. Bảo quản nó cũng không gì khó. Cảm ơn các bác rất nhiều, em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo. Mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ Hoàng Gia Audio hay số điện thoại trên tấm biển này nhé, 0975884009 ạ. Địa chỉ cửa hàng này cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhé. Bên em vẫn ship hàng toàn quốc ạ. Cảm ơn các bác rất là nhiều và cảm ơn bác Khanh Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip lần sau ạ.